Vậy là mình đã hoàn thành xong món thịt kho đông. Mọi người nhìn có hấp dẫn không? Thịt gà và thịt chân giò kho đông cùng với nấm hương và mộc nhĩ. Mùi từ nấm hương rất là thơm. Mời mọi người cùng thưởng thức món ăn này với gia đình mình nhé. Món này thì mọi người sẽ ăn cùng với cơm và có thể ăn cùng với một chút dưa bắp cải muối sẽ rất là hợp. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video nấu ăn của mình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Giờ thì mình sẽ cho nốt cái phần mộc nhĩ vào. Bây giờ nấu thêm tầm 5 phút nữa là được. Bát nữa thì mình sẽ mốc ra một chiếc bát thủy tinh như thế này. Thì mình sẽ múc ra một chiếc bát nhé.
phần thịt chân giòn đã rất là mềm. Đây là thịt gà. Sẽ múc ra bát và cho hạt tiêu vào. Sẽ rắc cái phần hạt tiêu. Đây là một bát mình đã vừa hoàn thành xong, mình sẽ cho thêm hạt tiêu vào. Rắc hạt tiêu vào. Đây là bát thịt kho đông, thịt gà kho đông với cả thịt chân giò cùng với nấm hương mộc nhĩ. Mọi người nhìn có hấp dẫn không?